Xin chào quý vị và các bạn, chúng ta lại gặp nhau trong thời lượng của tin mới. Hãy cùng dành ra ít phút mỗi ngày để lắng nghe những tin tức nóng nhất, những sự kiện đã diễn ra trong kênh tin mới. Đến với bản tin ngày hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng điểm qua những nội dung chính đáng chú ý sau đây. Bản tin Biển Đông hôm nay, Trung Quốc tham vọng tăng cường sức mạnh không quân và hải quân trên Biển Đông. Chào mừng quý vị và các bạn đã đến với bản tin Biển Đông của tin mới. Cập nhật những diễn biến mới nhất tại khu vực này. Theo thông tin chúng tôi nhận được, Trung Quốc đã có thêm những động thái mới đẩy căng thẳng tại eo biển Đài Loan lên cao. Theo đó, Không quân Trung Quốc thông báo tiêm kích tàng hình G-20 đã được triển khai thực hiện nhiệm vụ trên eo biển Đài Loan khi căng thẳng đang gia tăng. Tiêm kích G-20, chiến đấu cơ G-16, oanh tạc cơ H-6K và máy bay tiếp dầu Y-20 được sản xuất trong nước đã bay trên eo biển Đài Loan, củng cố năng lực bảo vệ chủ quyền quốc gia và toàn vẹn lãnh thổ của chúng tôi, Thượng tá Thẩm Kim Khoa, phát ngôn viên Không quân Trung Quốc nói trong cuộc họp báo 2 ngày trước. Đây là lần đầu tiên Trung Quốc công bố thông tin về hoạt động của tiêm kích tàng hình G-20 trên eo biển Đài Loan. Ông Thẩm cho biết, ngoài eo biển Đài Loan, tiêm kích G-20 cũng đang hoạt động trên biển Hoa Đông và Biển Đông. Tiêm kích thế hệ G-20 được thực hiện nhiệm vụ ở các chiến khu miền Đông, Tây, Nam, Bắc và Trung Tâm, được sử dụng ngày càng nhiều và bay ngày càng xa, ông này nói. Sau khi cất cánh lần đầu năm 2021, tiêm kích G-20 được Trung Quốc coi là biểu tượng cho nỗ lực hiện đại hóa của quân đội nước này. Với G-20, Trung Quốc trở thành quốc gia thứ hai sau Mỹ vận hành tiêm kích tàng hình. Thiết kế của G-20 có nhiều nét tương đồng với tiêm kích F-22 của Mỹ. Trung Quốc đang phát triển biến thể hai chỗ ngồi của G-20, cho phép tiêm kích thực hiện các nhiệm vụ tác chiến điện tử phức tạp hơn hoặc liên quan đến máy bay không người lái. Ngoài ra, Trung Quốc đang phát triển tiêm kích tàng hình mới dựa trên nguyên mẫu FC-31 có biệt danh là G-35 hoặc JXY. Tiêm kích Trung Quốc không mang định danh với tiền số G nếu như chưa được quân đội biên chế. Trong cuộc họp báo vừa qua, Thượng tá Thẩm cũng ca ngợi vận tải cơ nặng Y-20 từng chở tên lửa phòng không cho Serbia và tham gia viện trợ nhân đạo cho Pakistan Tunga. Vận tải cơ Y-20 sử dụng động cơ WS-20 do Trung Quốc phát triển thay vì động cơ của Nga. Tiêm kích tàng hình G-20 do Tập đoàn Công nghiệp Máy bay Thành Đô, đơn vị con của AVIC phát triển từ những năm 1990. Dây chuyền G-20 thứ tư được lắp đặt năm 2019 và bắt đầu sản xuất hàng loạt một năm sau đó. Mỗi dây chuyền có thể sản xuất mỗi tháng một tiêm kích G-20. G-20 được cho là có khả năng tấn công chính xác và hoạt động trong mọi điều kiện thời tiết. Quân đội Trung Quốc biên chế G-20 từ năm 2017. Trung Quốc chưa công bố số lượng cụ thể tiêm kích G-20 trong biên chế. Một bài viết trên tạp chí công nghệ khoa học Quân khí cho biết khoảng 90 chiếc G-20 đã xuất xưởng, đồng thời nhận định quân đội Trung Quốc sẽ cần khoảng 400 đến 500 tiêm kích loại này. Trước đó, theo như đã đề cập, tiêm kích tàng hình G-20 chỉ thường xuyên bay tuần tra trên Biển Đông và Biển Hoa Đông. Trước đó, G-20 được điều tới Bộ Chỉ huy Chiến khu phía Đông của Trung Quốc, đơn vị chịu trách nhiệm về các hoạt động quanh đảo Đài Loan và nhóm đảo Senkaku, Điếu Ngư, tranh chấp với Nhật Bản. Tư lệnh Không quân Mỹ tại Thái Bình Dương, Đại tướng Kennedy Wisbeck hồi tháng 3 cho biết tiêm kích F-35 của nước này từng chạm trán G-20 biển Hoa Đông, song không tiết lộ thời điểm và địa điểm cụ thể. Ngoài việc đưa tiêm kích tới eo biển Đài Loan, Trung Quốc trước đó đã mở rộng các căn cứ tàu ngầm trên biển và đẩy mạnh năng lực chống ngầm cho các thiết bị này. Theo đó, trên website của Bộ Quốc phòng Trung Quốc vừa công bố hình ảnh máy bay săn ngầm thuộc dòng Thiểm Tây Y-8 tham gia cuộc tập trận diễn ra hồi giữa tháng 9. Nội dung công bố không nêu rõ vị trí của tập trận, nhưng cho biết máy bay tham gia tập trận thuộc Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ của quân đội Trung Quốc PLA. Tuy nhiên, Bộ Tư lệnh Chiến khu Nam Bộ vốn phụ trách các hoạt động của PLA ở Biển Đông. Thực tế, hồi tháng 5, tờ Hoàn Cầu Thời báo cũng thông tin PLA đang nối lại các hoạt động của máy bay săn ngầm Thiểm Tây Y-8 ở khu vực Biển Đông. Những động thái này được đánh giá là Trung Quốc đang tăng cường khả năng kiểm soát hoạt động của tàu ngầm ở vùng biển này. Trong khi đó, PLA cũng đang ra sức tăng cường hoạt động của tàu ngầm ở Biển Đông. Trước đó, tờ South Morning Post dẫn các hình ảnh vệ tinh được chụp gần đây cho thấy Trung Quốc đã mở rộng căn cứ quân sự Du Lâm ở tỉnh Hải Nam. Theo đó, hai cầu tàu mới dài khoảng 240m đang được xây dựng tại căn cứ Du Lâm và quá trình xây dựng được tiến hành từ tháng 3 đến tháng 7 vừa qua. Tờ báo dẫn lời nhà phân tích quân sự Chu Thần Minh ở Bắc Kinh cho rằng
với việc bổ sung thêm 2 cầu tàu mới, Zulum sẽ được dùng để triển khai các loại tàu ngầm tấn công chạy bằng năng lượng hạt nhân là Type-094 và Type-093, trong đó tàu Type-094 có thể phóng tên lửa đạn đạo và được xem như một phương tiện răn đe hạt nhân của Bắc Kinh. Trước đó, tờ South Morning Post cũng đã đưa tin Trung Quốc vừa thử nghiệm thành công công nghệ liên lạc dưới nước ở Biển Đông, cho phép tàu ngầm và thiết bị không người lái duy trì liên lạc trên diện tích hơn 30.000 km2. Cuộc thử nghiệm diễn ra tại khu vực biển sâu 3.800 m, nằm giữa quần đảo Đông Sa Patras, hiện do Đài Loan kiểm soát, và quần đảo Hoàng Sa thuộc chủ quyền của Việt Nam. Trả lời phóng viên về diễn biến, tiến sĩ Santanugao, Viện Nghiên cứu Hudson của Mỹ nhận định, khi xây dựng thành công một hệ thống liên lạc dưới nước hiệu quả, Trung Quốc có thể che giấu tàu ngầm hạt nhân mang tên lửa đạn đạo ở Biển Đông. Không dừng lại ở đó, tờ South Morning Post cũng thông tin Trung Quốc đang xúc tiến kế hoạch phát triển căn cứ trong biển sâu ở Biển Đông để cập cảng nạp năng lượng cho các thiết bị lặn không người lái UUV, tạm hiểu như một dạng tàu ngầm không người lái và dự kiến đi vào hoạt động trong vài năm tới. Kèm theo đó, Bắc Kinh cũng đã phát triển khí tài thông minh có thể được triển khai trong lòng biển để sẵn sàng tham chiến bất ngờ. Thực tế, việc tăng cường năng lực hoạt động của tàu ngầm ở Biển Đông đã được Trung Quốc triển khai theo một lộ trình lâu dài, nhiều tầng bước. Hồi tháng 9 năm 2019, Cục Nam Hải thuộc Bộ Tài nguyên Trung Quốc cho biết đã triển khai mạng lưới thiết bị bay không người lái UAV ở Biển Đông để theo dõi, giám sát những thực thể vào vùng biển xa bờ. Trả lời xung quanh diễn biến này, khi đó, Phó giáo sư Stephen Roberts, Đại học Cơ đốc giáo quốc tế Nhật Bản, học giả tại Viện Nghiên cứu các vấn đề quốc tế của Nhật, lo ngại UAV có thể giúp Trung Quốc thu thập các thông tin về địa hình trong lòng biển, độ sâu, dòng chảy. Đó là những cơ sở quan trọng để Bắc Kinh triển khai các phương tiện, thiết bị dưới mặt nước để kiểm soát khu vực. Qua đó, Trung Quốc có thể triển khai và đẩy mạnh hoạt động tàu ngầm, ông Nagy đặt vấn đề. Kèm theo đó, Bắc Kinh cũng công bố nhiều hoạt động nghiên cứu khoa học về Hải Dương ở Biển Đông, mà giới thiệu chuyên gia cảnh báo là nhằm hỗ trợ thông tin về hoạt động tàu ngầm. Phản ứng trước những động thái mang tính âm mưu quân sự đe dọa đến tình hình Biển Đông, Phó Tổng thống Mỹ Kamala Harris đã chỉ trích các hành vi của Trung Quốc tại Biển Đông, Biển Hoa Đông và eo biển Đài Loan trong thời gian qua, cáo buộc đây là cách hành xử cưỡng ép và đe dọa. Theo đó, Phó Tổng thống Harris đã chỉ trích các hành động đáng lo ngại của Trung Quốc trong bài phát biểu trước các quân nhân Mỹ đồn trú tại Nhật Bản và cho rằng Trung Quốc đang làm ảnh hưởng tới các yếu tố quan trọng của trật tự quốc tế. Dựa trên luật lệ, Trung Quốc đã sử dụng sức mạnh quân sự và kinh tế của mình để cưỡng ép và đe dọa các nước láng giềng. Và chúng tôi đã chứng kiến những hành vi đáng lo ngại ở Biển Hoa Đông và Biển Đông và gần đây nhất là những hành động khiêu khích trên eo biển Đài Loan, bà Harris cáo buộc. Từ trước đến nay, Mỹ vẫn luôn tuyên bố ủng hộ nguyên tắc một Trung Quốc nhưng cũng cung cấp cho Đài Loan những công cụ để tự phòng vệ. Trong khi đó, Trung Quốc coi Đài Loan là lãnh thổ không thể tách rời, phải được thống nhất bằng mọi giá, kể cả dùng vũ lực. Sau chuyến thăm của Chủ tịch Hạ viện Mỹ Nancy Pelosi tới Đài Loan vào tháng trước, Trung Quốc đã tổ chức cuộc tập trận lớn chưa từng có quanh hòn đảo này. Trung Quốc cũng cáo buộc Mỹ có hành vi khiêu khích và vi phạm nguyên tắc một Trung Quốc, điều mà Washington bác bỏ. Bà Harris tuyên bố lực lượng Mỹ sẽ tiếp tục hoạt động tại khu vực mà không nao núng và không sợ hãi. Chúng tôi sẽ tiếp tục phản đối bất cứ sự thay đổi đơn phương nào đối với hiện trạng và chúng tôi sẽ tiếp tục ủng hộ khả năng tự vệ của Đài Loan, nhất quán với chính sách lâu dài của chúng tôi. Đài Loan đóng góp vào lợi ích toàn cầu, từ công nghệ đến y tế và hơn thế nữa, và Mỹ sẽ tiếp tục tăng cường các mối quan hệ phi chính thức với hòn đảo, Phó Tổng thống Mỹ cho biết. Giới quan sát nhận định chuyến công du châu Á của bà Harris tới Nhật Bản và Hàn Quốc được xem là phát đi tín hiệu bảo đảm tới các đồng minh và răn đe các động thái làm leo thang căng thẳng khu vực. Tuy nhiên, những tuyên bố chỉ trích của bà Harris cũng có thể làm thay đổi ý định mở rộng tiềm lực quân sự của Trung Quốc trên Biển Đông khi Bắc Kinh đã tiến hành quá trình này từ khá lâu để tạo tiền đề cho sự hiện diện của mình trong khu vực. Và nếu muốn kìm hãm ý chí này của Trung Quốc, có lẽ không chỉ Mỹ và các nước lớn khác trong khu vực cũng sẽ cần đau đầu để suy nghĩ, đưa ra những quyết định phù hợp nhất để vừa tránh kích hoạt xung đột cũng như khống chế được phần nào mục đích của Bắc Kinh. Trên đây là những thông tin tổng hợp chi tiết những nội dung nổi bật trong ngày của tin mới. Cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý theo dõi tới cuối video này. Mọi ý kiến đóng góp quý vị hãy để lại trong phần bình luận phía dưới để đội ngũ của chúng tôi có thể kịp thời hồi đáp. Kính chào quý vị và hẹn gặp lại!